Người đàn ông này đang đi tè trên sa mạc thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ xa. Thế là anh ta lập tức nổ máy con chiến xa độ trái 62 của mình lên rồi bỏ chạy. Hóa ra đó là bọn chó săn trên sa mạc và chúng xem chiếc xe đang chạy là con mồi ngon của ngày hôm nay. Sau một hồi đuổi theo, người đàn ông đã bị chúng bắt lại. Chúng đưa anh ta về lãnh thổ của mình, sau đó khắc lên lưng anh những cái tên kỳ lạ. Hóa ra vào thời đại này thức ăn vô cùng hiếm, vì thế bọn chó săn đã dùng máu của con mồi mà mình bắt được để sống. Và những cái tên được in lên lưng người đàn ông lúc nãy chính là kẻ sở hữu anh ta. Thì đột nhiên lúc này, người đàn ông thức dậy hạ gục vài tên rồi bỏ chạy. Khi bọn chúng phát hiện cũng lập tức đuổi theo. Trong lúc nguy cấp, người đàn ông trèo lên đường hầm để trốn. Thế là anh ta bị một tên kéo xuống. Anh một mình vùng vẫy trong đám đông, nhưng cuối cùng cũng thoát ra được. Khi người đàn ông tưởng mình đã trốn được, thì ai ngờ phía trước là ngõ cụt của một đỉnh núi. Không do dự, anh ta trực tiếp nhảy ra đu vào móc sắt. Nhưng ai ngờ lại bị bọn chúng bắt lại một lần nữa. Liệu rằng người đàn ông có thể thoát khỏi được bọn chó săn này không? Hãy cùng Điền Tây theo dõi đến cuối bộ phim nhé! Thì ra trong thế giới tương lai, nguồn nước trên trái đất đã trở nên khan hiếm. Vì sự ảnh hưởng của quả bom hạt nhân từ các cuộc chiến. Do đó những người còn sống sót phải sống lay lắt trong môi trường khắc nghiệt. Thế là tên dâu, người nắm giữ nguồn nước ngầm đã trở thành người thống trị lớn nhất. Tại đây, những chàng trai trẻ đã bị hắn ta tẩy não và biến thành những cỗ máy chiến tranh. Họ ra sức vơ vét tài nguyên cho hắn và coi cái chết là niềm vinh dự cao nhất. Tuy nhiên tuổi thọ của bọn chúng rất ngắn, do đó chúng chỉ có thể tồn tại nhờ truyền máu. Và nam chính Mai là một tay phượt thủ chín hiệu ở sa mạc. Sau khi bị bắt vì có nhóm máu ô, anh ta đã trở thành túi máu của bọn chúng. Còn những người già yếu, bệnh tật, tàn tật thì chỉ có thể chầy chật dựa vào nguồn nước ở đây mà sống. Tên dâu có hai người con trai, một người bị khuyết tật và người kia bị bệnh não. Vì muốn có một đứa con trai bình thường, hắn ta đã bỏ ra hàng triệu đô để mua các cô gái mới lớn về làm vợ. Nữ anh hùng Rosa là một trong số đó, nhưng cô đã bị hắn ta bắt về khi vẫn còn nhỏ. Và cô được gọi là chiến thần xe tải ở đây, nên được tên dâu cho dẫn đầu đoàn đi săn, nhưng Rosa không muốn làm nô lệ mãi mãi. Vì vậy cô ta đã lên kế hoạch trốn thoát, nhân lúc ra ngoài để trao đổi tài nguyên. Cô đã âm thầm lên đường tìm lại quê hương của mình. Nhưng không lâu sau khi Rosa rời đi, thì tên con trai bị tật đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Bởi vì đoàn xe của Rosa đã không đi theo lộ trình như mọi ngày. Tên dâu sau khi biết chuyện thì đã lập tức chạy đến phòng các con vợ của mình. Nhưng sau khi vào cửa, hắn ta đã rất kinh ngạc. Bởi vì tất cả những cô vợ của hắn mua về đều bị Rosa đưa đi. Và ngay lập tức triệu tập người của mình để đuổi theo. Thế là đám thuộc liền nhanh chóng ra quân sau khi nhận được lệnh. Bất chấp sự can ngăn, tên thuộc hạ Harding đã đem túi máu của mình là Mai gia nhập đội săn. Sau đó bọn chúng lái những con xe chiến đã được độ trái 62 và bắt đầu một cuộc rượt đuổi điên cuồng. Còn Mai ở phía trước lại rất khổ sở, anh ta không chỉ bị lấy máu mà còn là bia đỡ đạn ở phía trước. Thì đột nhiên lúc này, bọn cướp trên sa mạc đã tiếp cận xe của Rosa. Sau khi hạ vài tên lân cận, cô ta đã lộ diện để phản công. Sau một hồi giao tranh, chiếc xe của Rosa đã đi chậm lại. Vì thế mà đội săn của tên dâu đã đuổi kịp họ ở phía sau. Và Harding, tay lính trẻ đầy nhiệt huyết cũng bắt đầu tham gia trận chiến. Nhưng thay vì tấn công Rosa, thì hắn ta đã đối phó với bọn cướp trước. Thấy vậy, Harding cũng quay xe lại và bắt đầu đối phó với những tên cướp. Thật không may, có một cơn bão cắt trước mặt. Thế là Rosa đeo liền mặt nạ lên và lao vào bất chấp nguy hiểm. Thấy vậy Harding cũng trở nên vô cùng phấn khích rồi lao vào cơn lốc phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta cảm nhận được sự tàn khốc của tự nhiên. Tên Harding nhìn những người bạn đồng hành của mình lần lượt bay lên trời. Nhưng hắn ta không một chút đau lòng mà còn vô cùng ghen tị với họ. Vì để được tôn vinh, Harding đổ đầy xăng vào xe và muốn chết cùng Rosa. Thấy vậy Mai ở một bên vội vàng ngăn cản hắn. Nhưng cả hai lập tức bị chiến xa của bọn cướp hất tung lên không trung. Khi Mai tỉnh dậy lần nữa thì thấy xung quanh đã được bao phủ bởi cát vàng. Anh ta bước tới và muốn tháo sợi xích nhưng đã cố hết sức nhưng không làm được gì. Ngay khi Mai cảm thấy bất lực thì giọng nói của một người phụ nữ từ xa truyền đến. Thế là anh ta liền cõng tên Harding trên lưng rồi đi về phía trước. Tuy nhiên Mai đã sững sờ trước cảnh tượng này bởi vì có 5 người phụ nữ đang tắm trước mặt anh ta. Mai vô cùng ngạc nhiên vì những người phụ nữ này là công cụ sinh sản của tên dâu. Một trong số họ vẫn đang mang thai đứa con của hắn ta. Sau đó Mai giơ súng chỉ vào bọn họ và ra lệnh một người tới tháo dây xích cho mình. Đúng lúc này, Rosa dùng sức bay vọt tới rồi tần anh ta như một quả bóng. Cô ta cực kỳ hung dữ và hiếu chiến, khiến Mai hết lần này đến lần khác ngậm hành. Nhưng dù sao Rosa cũng là phụ nữ, đã bị anh ta khuất phục sau một phút. Sau đó Mai bỏ lại bọn họ ở phía sau để lái xe đi. Nhưng một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại cách đó không xa. Bởi vì Rosa đã lắp đặt một công tắc mật khẩu trong xe, nếu không có cô thì không ai có thể lái được. Thế là Mai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cho Rosa và những người khác lên xe. Lúc này tên Harding ở phía sau cũng leo lên sau khi tỉnh dậy
và anh ta muốn góp phần giúp Rosa. Nhưng hắn ta ngoài ngu ra thì rất non nớt, nên đã nhanh chóng bị mấy chị em khuất phục rồi ném xuống xe. Một giây sau, họ đã phát hiện ra tên dâu và đám thuộc hạ của hắn qua kính viễn vọng. Nhưng lần này hắn ta đã gọi thêm người. Ngay sau đó, Rosa và những người khác đến một hẻm núi. Đây cũng là nơi sinh sống của những kẻ đi săn lúc nãy. Sau đó Rosa đã thỏa thuận với họ, tôi muốn đổi dầu trên xe để lấy thuốc hồi trinh. Nghe xong, bọn cướp liền tiến đến tấn công, nhưng hên là cô ta đã kịp nhảy lên xe và chạy đi. Mặc dù đàm phán thất bại, nhưng bọn cướp vẫn cho nổ tung hẻm núi để ngăn chặn những kẻ truy đuổi đang tiến đến. Sau khi Rosa mới thoát được cái chết, cô ta yêu cầu Mai chạy nhanh hơn nữa vì bọn cướp đang đuổi theo họ và ném bom xăng để tấn công vào chiếc xe. Mai và Rosa rất giỏi thiện xạ nên cả hai ăn ý, hợp tác vô cùng ăn ý. Chỉ thoáng chốc đã hạ gần hết bọn cướp. Còn tên dâu cùng thuộc hạ của mình vẫn còn đang ở bên ngoài khe núi, và chỉ có cỗ xe của tên dâu mới có thể từ từ đi qua. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, lúc này tên dâu đã kịp chiếc xe của họ. Tên Hát Đinh tình nguyện chiến đấu vì nghĩa vụ. Sau khi thủ lĩnh đồng ý, cậu con trai ngốc nghếch đã ném hắn ta vào trong xe. Tên dâu sau khi nhìn thấy thì liền cười một phần tư miệng, rồi đành phải tự mình ra trận. Và ngay khi hắn ta chuẩn bị nổ súng, thì một người phụ nữ có bầu đã mở cửa xe để che cho Rosa. Tên dâu sau khi nhìn thấy điều đó đã rất tức giận, hắn ta nhanh chóng vượt qua chiếc xe của họ, rồi dùng móc sắt móc vô lăng. Thấy mình sắp va phải một tảng đá, Rosa lập tức dùng cờ lê xoay hướng. Mặc dù chiếc xe không hề hấn gì, nhưng vừa rồi người phụ nữ mang thai đã ngã khỏi xe rồi bị xe của tên dâu cán qua. Sau đó hắn ta ôm người phụ nữ mình yêu trong tay, cùng với cơn giận lên đến đỉnh điểm. Khi mất đi một cô bạn đồng hành, Rosa và những người khác rất đau buồn. Nhưng Hát Đinh còn đau khổ hơn, vì anh nghĩ rằng mình đã không kịp cứu được người phụ nữ của tên dâu. Thấy vậy, cô gái tóc đỏ bước tới để an ủi anh ta. Hành động ngọt ngào này như một liều thuốc chống tẩy não, đã giúp anh hoàn toàn hiểu bộ mặt thật của tên dâu. Vào ban đêm, Rosa và những người khác vào khu vực đầm lầy. Biết được đám người tên dâu sắp tới, Mai liền đặt vài quả bom lựu trên đường. Thế là trực tiếp đưa hai xe địch lên ngắm gà khỏa thân. Nhưng không lâu sau, chiếc xe của bọn họ cũng bị chìm trong vũng bùn. Và lúc này tên sát thủ cách đó không xa cũng đang nhanh chóng lao tới cùng thuộc hạ. Vào thời điểm mấu chốt này, Mai đã chuẩn bị một khẩu súng bắn tỉa. Cũng may Rosa tài thiện xạ tốt, chỉ một phát là làm nổ tung đèn xe của đối phương. Còn tên sát thủ lúc này thật đáng thương, mắt hắn ta đã bị những mảnh kính vỡ bay vào. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn còn rất lì lợm mà nã súng về phía trước. Sau khi niềm tin của Hát Đinh sụp đổ, anh ta đã quyết định giúp đỡ Rosa. Anh mượn những cái cây phía trước để cố gắng kéo chiếc xe ra, nhưng hỏa lực của kẻ thù ở phía sau quá hung dữ, khiến họ gặp khó khăn lớn trong việc bỏ trốn. Sau một thời gian ngắn thất bại, Mai quyết định ra tay diệt trừ kẻ địch. Nếu tôi không quay lại, thì cô và những người khác hãy đi trước. Không lâu sau, có một tiếng nổ lớn vang lên. Thế là anh ta đã thành công hạ gục bọn chúng. Trên đường đi, họ đi qua một đầm lầy đầy những sinh vật kỳ lạ trên những cây cà kheo. Không lâu sau, Rosa cuối cùng cũng tìm được người thân của mình. Sau một vài cuộc trò chuyện, thì cô biết được là bộ lạc của mình đã bị xâm chiếm, và hầu hết người dân phải đi di cư đi nơi khác. Nghe xong, Rosa cảm thấy rất đau lòng. Hóa ra đầm lầy mà mọi người đã đi qua chính là ốc đảo mà Rosa đã nhắc đến. Hiện tại nó đã bị một số người chiếm giữ, thậm chí có cả người âm sống. Sau một đêm suy nghĩ, Rosa quyết định đưa những người trong tộc di chuyển để tìm một ốc đảo mới. Nhưng Mai lại không đồng ý, anh ta cho rằng nếu như tiếp tục tiến lên thì chỉ có thể tìm được một mảnh đất hoang mới. Không bằng giết chết tên dâu, rồi chiếm pháo đài cấp nước. Ít nhất ở nơi đó có đầy đủ tài nguyên. Hơn nữa, lúc hắn ta tới truy sát chúng ta, thì hắn đã đem hết toàn bộ thuộc hạ đi cùng, nên chỉ còn lại những tên lính canh yếu ớt. Nếu ta quay lại, thì cơ hội thành công sẽ rất cao. Rosa cuối cùng đã quyết định quay trở lại pháo đài. Ngay sau đó, họ bắt đầu lái xe của mình về phía pháo đài. Tên dâu nhìn thấy thì sửng sốt, lập tức hạ lệnh cho quân đoàn đuổi theo. Nếu bị bọn chúng chặn lại, thì chắc chắn một điều rằng họ sẽ toang. Thế là nhóm cướp sẵn sàng chết trên đường để yểm trợ cho họ. Sau đó đội săn bắt đầu bắn ngọn giáo vào xe để hãm chiếc xe họ lại, buộc Mai phải chui ra sau để cắt từng dây xích. Nhưng các đợt tấn công của bọn chúng quá ác liệt, vì thế Rách đành phải quay lại đầu xe để ứng chiến. Ai ngờ lại bị bắn lén. Nhưng may là anh ta được ông bà gánh còng lưng, rồi Rosa tung đòn cuối kết liễu hắn ta. Lúc này đội săn đã bắt gần hết các cô gái đi cùng. Vì thế Mai thì tận dụng cơ hội lẻn ra sau tấn công tên Hách Noi. Sau khi tên Roi phát hiện ra, thì hắn ta liền nã nhiều phát súng vào anh ta, nhưng tất cả đều trúng đồng đội của hắn. Sau cuộc chiến vài phút, thì số đông người phía bên kia nhanh chóng biến mất. Còn Rosa thì bị đâm vào bụng. Nhưng hiện tại họ đã sắp đến được khe núi, vì nơi đây đã được bộ lạc của Rosa mai phục sẵn. Một trong những người phụ nữ giả vờ nổi loạn để giúp Rosa lén lên cỗ xe của tên dâu. Đứa con trai ngốc nghếch vừa muốn đuổi theo, nhưng lại bị Mai chạy tới giữ lại. Với sự hợp tác của cô gái, Rosa dùng hết sức móc chiếc mặt nạ phòng độc của tên dâu ra.
Thế là hắn ta lên ngắm gà khỏa thân tại chỗ. Sau khi hắn ta chết, mọi người lên chiến xa của tên dâu bỏ chạy qua cổng khe núi. Nhưng ngay khi Hát Đinh chuẩn bị đi qua, thì tên ngốc tỉnh lại. Biết hắn ta muốn báo thù cho cha mình, biết rằng không còn hy vọng sống sót, Hát Đinh quyết tâm lách chiếc xe vào trong hẻm núi để giúp họ cầm chân những kẻ truy đuổi. Cuối cùng, họ quay trở lại pháo đài ngày tận thế với xác của tên dâu. Thế là niềm tin của những tên thuộc hạ còn lại sụp đổ ngay lập tức. Bởi vì tên dâu, người tự cho mình là bất tử đã thực sự chết. Với uy danh của người quản lý, Rosa đã giành được sự ủng hộ của mọi người và trở thành một kẻ thống trị mới. Còn Mai thì lặng lẽ đi vào đám đông, nhìn nhau với Rosa và nói lời tạm biệt. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm 2 lần đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.